Hello cả nhà nha, lại là em Dư đây. Và hôm nay thực sự là những cái sản phẩm cực kỳ là xịn và mới luôn. Thụy Sĩ có nè, Nhật có nè. Đầu tiên em lên cái siêu phẩm trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là một con Guinness Berry, form là form vuông. Nhưng mà chiếc này anh em sẽ để ý nè, cái viền vỏ và cả những cái cạnh khía của cái niềng của nó đều là bằng vàng. Đây thực sự là một cái mẫu, nó có rất là nhiều các cái chi tiết mà anh em chơi đồng hồ rất là thích. Thứ nhất đó là chất, thứ hai đó là rất là hiếm gặp một cái mẫu mà như thế này, một cái kiểu phi công. Mà cái hãng này là chuyên sản xuất đồng hồ dành cho phi công nha anh em ơi. Niềng xoay nè, ba cốt, sáu kim, một lịch. Con này thì độ mới của nó là lên tới 95% nha. Rồi anh em có thể tự mình theo dõi được những cái sắc vàng cũng như là cái độ mới của con này, cực kỳ là hoàn hảo luôn. Núm zin, nói chung là zin toàn bộ nha anh em ơi. Dây khó đây nè, khó của nó cũng là khó bướm nha. Chỉ có những cái mẫu mà đồng hồ cao cấp thì nó mới trang bị những cái khó bướm. Và cái chiếc này á, khó cũng là khó vàng luôn, cực kỳ là sang cho cả nhà mình luôn. Những cái dòng phi công này thì chắc chắn là có dạ quang luôn nha anh em ơi. Em vừa mới rọi đèn có 2 giây thôi mà mình đã thấy rồi. Con này quái ta, anh em nhìn nè, có nghĩa là dạ quang của nó sẽ là tất cả các cọc số, còn cái bộ kim của nó lại không có dạ quang nha. Nhìn á thì mình cứ nghĩ là kim sẽ có dạ quang, nhưng về thực tế hai cây kim này nó phủ một cái lớp nó gọi là cái màu trắng sữa, chứ nó không phải là một cái lớp phủ dạ quang. Ở cái dòng đồng hồ mà Seiko Solar đó, cái dòng mà cao cấp đó, nó cũng sử dụng cái bộ kim trắng sữa giống như cái chiếc này. Chính vì vậy mà mình nhìn vào á, thì mình nghĩ là dạ quang, nhưng mà thực ra nó không có dạ quang. Con này thôi chắc miễn bàn rồi nha, độ mới rất là cao, dây khó nguyên zin toàn bộ đây. Cái điều là dây của nó thì cái mặt trong của nó là đã bị răng rồi, và cái mặt ngoài thì lại còn rất là ok. Anh em để mà mình sử dụng á thì vẫn được. Đây mặt trước của nó nè, chưa hề gãy gì hết. Có điều em Dư sẽ tặng kèm cho cả nhà mình một sợi dây da bò, da cá sấu như vậy. Cái dây này thì nó còn bền hơn cả dây zin nữa, anh em yên tâm. Ví dụ như anh em mà muốn em Dư mà gắn sẵn vô luôn á thì nói em sẽ gắn luôn trước khi ship. Anh em về nhà thì mình chỉ có xài thôi. Còn nếu như mấy anh em mà mình nói rồi để xài cái sợi dây zin đây thêm một thời gian, nó hư rồi khi đó mình thay dây, thì em sẽ không có gắn dây cho cả nhà mình nha. Đây, con này thì ba cốt, sáu kim, một lịch, form phi công, niềng xoay, dạ quang, mới 95%, full box. Và chiếc này em Dư đang bán là 1.750.000 nha. Cái cây kim dài này nó sẽ là cây kim dây của bộ thể thao nha anh em. Còn cái cây kim dây của bộ đồng hồ chính á, thì nó lại nằm ở vị trí đây. Rồi. Con này kiếm con thứ hai cũng hơi bị khó. Và quan trọng là cái độ mới của nó rất là mới. Đấy. Con này size ngang và size dọc của nó sẽ là 42. Và nếu mà tính cả hai bên càng của nó luôn sẽ là cỡ 49. Cũng rất là dễ đeo, anh em tay cỡ chừng là 15, 16 là mang đẹp chiếc này rồi nha. Con này lên tay thôi giá bèo chắc rồi. Ui ôi phê không, chơi mấy con này đúng là hơi bị khó đụng hàng đó nha. Rất là sang luôn. Đây con này sẽ có hộp zin như vậy nè. Có điều là nó bị mất cái sao nó
Em hiểu tại sao nó lại bị mất cái này là cái gì ta gọi là cái đế. Thôi em tặng cho cả nhà mình cái miếng mút này để mình bảo quản. Rồi xong. Em qua mã thứ hai sẽ là một con đồng hồ Fossil, một cái thương hiệu của Mỹ, và chiếc này là mới 100% full box, còn nguyên tem, nguyên siêu. Tách giá của con này là 190 đô thì tương đương với cỡ khoảng là 4 triệu loanh quanh 4 triệu. Thì em dư săn hàng trưng bày về để cho cả nhà mình với giá là 1.450.000. Anh em lưu ý là hàng mới 100% nha, chưa qua sử dụng và đầy đủ hộp sổ. Con này size của nó sẽ là 46 và size dọc của chiếc này sẽ là 53.6. Con này thì cũng ba cốt 6 kim một lịch nè. Như vậy là cây kim nhỏ này nó sẽ là cây kim dây của bộ thể thao, còn cây kim dài này sẽ là cây kim dây của bộ đồng hồ chính nha. Lịch này là ngày 1 ha, 31 nè. Như vậy là lịch nhanh và lịch 24 tiếng ok hết nha. Bây giờ là 12 giờ. Ôi trời, 12 giờ 50 hả? Rồi. Chắc không? Vàng nguyên con luôn nè. Mới lên kiên xà beng luôn. Ôi chung là hàng new mà. Rồi con này nói chung là có 1,5 triệu thôi. Mà mình để có thể làm sao? Có được một chiếc mới và 6 kim một lịch như vậy. Màu vàng nữa. Dạ quang cũng rất là sáng nha. Dạ quang cả mấy cây kim nhỏ luôn nè anh em. 1450 for sale. Tiếp theo sẽ là một con CK thị sĩ. CK thì nổi tiếng ở cái mảng gọi là siêu mỏng, cực kỳ mỏng, và thiết kế của những dòng CK á, nó thiên hướng về đơn giản, thanh lịch, dành cho mấy anh em công sở hoặc là những người lớn tuổi họ cần một cái chiếc đồng hồ đơn giản, dễ xem ngày xem giờ. Thì rõ ràng là những cái chiếc CK như vậy rất là phù hợp. Con này được cá là kính sapphire nha anh em ơi. Mặt có chải tia nè, sang không? Những cái đường chải tia nè, nhìn nó rất là thích. Ba kim, một lịch, điểm nhấn là có một cái ô tròn màu xanh như vậy. Và đây là một phiên bản dây thép đúc. Dây thép đúc nè. Đẹp quá. Kính sapphire nè, sapphire crystal, sweet may. Quá là chất luôn nha. Mới 100% luôn. Full box, chưa qua sử dụng. Còn nguyên tát của nó. Rồi, con này để em đo size nha. Chiếc này size của nó sẽ là 42.6 và chiều dọc của chiếc này sẽ là 51.5. Có điều cái form của con này thì nó khá mỏng, thành ra là tay của mấy anh cỡ chừng 16 là lại có thể mang ok rồi nha. Cực kỳ đẹp và chất cho cả nhà mình luôn. Full hộp nha anh em ơi. Em qua mã tiếp theo nè. Mã số 9 là một chiếc Tommy 990k. Đây cũng là một cái form cũng khá là chất đó. Con này kích thước sẽ là 45.5 và chiều dọc sẽ là 52. Đấy không? Con này thì nó dày 6 kim, bởi vì nó là nó bộ máy 6 kim thì nó sẽ to và nó dày hơn là bộ máy 3 kim như anh chàng CK. Em lấy ví dụ như cái con Fossil này nè, nó cũng là 6 kim cho nên là mình nhìn nó sẽ độ dày có vẻ như nhau luôn. Form của con này nè, cái viền bát giác thép đúc rất là đẹp và chất nè. Dây là dây cái 6 nha, em dư là thay mới khó zin. Đẹp không? Con này chưa tới 1.990.000 được một chiếc Tommy đẹp như thế này. Có thể là giá rất là tốt rồi nha cả nhà mình ơi. Em dư qua mẹ tiếp theo là một con diesel nè, độc nè. Dạo này thực sự mà nói là
giá cực kỳ tốt cho cả nhà mình chơi luôn á. Đó. Anh em nào mà mình chơi màu xanh phong thủy đó, xanh lá nè. Đó, quẻ này là màu xanh lá cực kỳ hiếm gặp nha. Và cái sắc màu của con này thì quá là đẹp rồi. Đó. Bên cạnh đó thì cái mặt của con này nó sẽ thiết kế gọi là hai lớp. Đó, một cái lớp ở giữa ở trên này nè là nó sẽ là giống như là bậc thang. Đó, sau đó là nó sẽ có một cái thương hiệu diesel nó ở giữa, rồi sau đó nó sẽ là đi xuống. Đó. Ở dưới nó sẽ chứa cái cây kim rốn này, còn ở trên nó sẽ chứa hai kim chính của chúng ta. Đó, một cái thiết kế nhìn rất là ngầu, rất là hay. Form con này nhìn đã không? Anh em mà tay to to cái chừng 16-16 năm á, 16 năm trở lên nha, mang con này lên tay rất là chắc luôn á. Dây là em Dư đã làm dây handmade rồi nha. Đó, dây da bò handmade nè, khó zin nè. Đó. Mấy con này thôi chứ size 48, size dọc của con này cỡ 51.5. Anh em lưu ý là con này không có càng nha. Đó. Cho nên là rất là dễ đeo. Tay 16 là đã có thể chơi được rồi. Ồ, đã không? À, to về đeo phê. Chắc lắm nha. Thôi con này giá cực kỳ tốt cho cả nhà mình luôn. À, một con diesel thị sĩ mà chỉ có 1.250.000 thôi. Nói chung là may mắn. À, chiếc này em cũng nhập được giá tốt thôi. Thành ra là em cũng sẽ bán giá tốt cho anh em mình dễ chơi, dễ sưu tầm. À, tiếp theo sẽ là một em The Clubhouse. Đây là một cái tập đoàn khá là lớn của Nhật. Và tập đoàn The Clubhouse này nó sở hữu các cái thương hiệu toàn bộ là hàng nội địa Nhật hết. Đây là một cái The Clubhouse, viết tắt tên của hãng đó là TCH. Ở đây là form dòng sport, có nghĩa là thể thao. Này dễ quan sát lắm nha. Có điều cái chiếc này á thì nói chung là cũng hơi buồn, bởi vì cái niềng của nó là em để ý nè, cái niềng của nó là chủ cũ xài á va chạm nhiều cho nên là nó xước viền khá là nhiều. Thành ra con này em cũng sẽ để giá tốt cho cả nhà mình dễ chơi luôn. Dây khó thép đúc nha. Dây đẻ không, riêng những cái bộ dây mà thép đúc mà hãng như thế này á nha là nó để mất tiền rồi. Mình ra ngoài tiệm mà mình mua những cái dòng dây thép đúc á mà thị trường á là cũng phải 200 mấy 250, còn những cái sợi dây thép đúc mà của hãng mà nhìn cái sớ thép của nó nhìn cực kỳ là đẹp và nó chắc chắn á. Riêng sợi dây này không 400-500 rồi, nếu như mà dây zin của hãng á mà mình mua á, mình xay nè, ba cốt 6 kim một lịch. Con này test dạ quen cho cả nhà mình luôn. Đó, rất là đẹp nha. Đó, như vậy là rồi. Đó, tất cả các kim đều hoạt động tốt. À, đúng cổ chai luôn nè. Dòng này là dùng này là reset. Như vậy là lịch nhanh ok nha, lịch 24 tiếng ok nha. 1 giờ. Như vậy là lịch nhanh và lịch 24 tiếng hoạt động tốt. Cái này lát nữa em Dư sẽ chỉnh lại về đúng ngày cho cả nhà mình luôn. Dây khó nguyên zin hết toàn bộ. Thép đúc nguyên con luôn nè, niềng xay. Con này 850 nha cả nhà mình ơi. Bởi vì là cái niềng nó bị như vậy thì coi như là em Dư lấy về bán giá vốn cho cả nhà mình dễ chơi. Con này size dọc sẽ là 52, còn chiều ngang của nó sẽ là 43.5. Form thì rất là chất, dành cho mấy anh mà tay to cỡ chừng 10, ít nhất là 16 nha. Phải 16 năm đeo mấy con này nó mới đẹp được. 850k thôi.
quá rẻ cho một cái con đồng hồ chất như vậy. À, cuối cùng sẽ là một con Victorinox nè, một cái thương hiệu của Thụy Sĩ. Con này anh em thấy bộ dây đẻ không? Thực ra con này thì cái dây này là em dư mua ở ngoài 150, em dư gắn qua bởi vì cái dây zin của nó là dây cao su nhưng mà nó gãy rồi, nhưng mà nó vẫn còn cái khóa zin nữa nè. Thì em sẽ gửi kèm cái khóa zin cho cả nhà mình luôn, lỡ mai mốt anh em mà mình thay dây da rồi đó, mình có khóa zin xài đây, khóa zin của nó nè, khóa rất là chắc chắn nha, đó, nhìn khóa đẹp không, cực kỳ là xịn sò luôn. Con này mới lắm nha, đây cho anh em xem cái nì của nó nè, cái nì của nó là sớ zin nó vẫn còn nè, nhìn rất là đẹp luôn. Cái thằng Victorinox này nó chuyên về thép rồi, mình không phải bàn về cái chất thép của cái thương hiệu này. Đó. Kiểu quân đội nè, ba kim một lịch, dễ xem giờ, và chiếc đầy là đáy của nó nè, Swiss bay nè, Victorinox nè. Cái dây này á, dây này hay lắm nha, anh em để ý nè, chỗ đây nó sẽ có một cái bộ phận đánh lửa nè, ở đây là cái phần thép nè để mình kè vô đánh lửa. Tại vì những cái dòng này á, nó là kiểu là quân đội sinh tồn, anh em ví dụ như mình đi phượt, đi rừng, đi biển này nọ thì cái bộ dây này á, ngoài nó thiết kế theo cái kiểu mà hầm hố, chắc theo cái kiểu quân đội, thì nó còn có một số cái tính năng tiện ích khác, ví dụ như là le bè, cái thứ hai là cái bộ phận đánh lửa, cái thứ ba là nó có cả một cái chuông nữa nè, không phải cái chuông, nó là cái còi đây nè, hình như cái chỗ đó là cái còi nè, đó có nghĩa là mình giống như là mình kiểu mình đi lạc đường đó, đó mình sử dụng cái còi này để mình thông báo cho như thế nào đó. Nói chung cũng hay á, đeo đồng hồ mà lâu lâu buồn buồn miệng thổi còi tít tít cũng vui. Giống như mấy anh em đi ngoài đường đang đèn đỏ, cái xe phía trước nó mày quên chạy bấm thổi, vừa thổi còi vừa bấm còi, tưởng công an. Đó, con này hay lắm nha. Con này thôi, để rẻ cho cả nhà mình luôn, 1.080.000. Size con này sẽ là 38, chưa tính núm. Chiều dọc của con này sẽ là 45. Rồi, hôm nay em lên nhanh một số cái mẫu như vậy. Có gì anh em bên chiếc nào thì nhắn em nha.